Chào mừng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe của một thương hiệu nổi tiếng thế giới, đó là chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2016. Chiếc xe này là một trong những mẫu xe rất ăn khách tại Việt Nam bởi tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và gần như không có bao giờ có chuyện hỏng vặt đối với một mẫu xe được ví như một chiếc xe tăng. Thưa quý vị và các bạn, Toyota lâu nay vẫn để lại cho chúng ta những ấn tượng rất tốt về chất lượng của xe và tính an toàn, độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe mà chúng tôi đang muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đây là chiếc xe được sản xuất năm 2016 và quả thực mà nói, chiếc xe này chúng tôi tuyển thì cực kỳ khó bởi vì những chiếc xe này thường là được trang bị cho những người làm công trình xây dựng hoặc là những người có điều kiện kinh tế chuyên chở những chuyến đi xa. Nhưng những chiếc xe như thế này còn nguyên vẹn thì người chủ cực kỳ dễ gìn và họ không sử dụng vào mục đích nào khác ngoài việc di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. Và mẫu xe này là mẫu đời chót năm 2016. Đời này là có cánh gió ở trên mui xe. Và thưa quý vị và các bạn, la răng đúc, nhan báo rẽ trên gương, đèn gầm, đèn bi và tất cả những trang bị khác theo xe thì đương nhiên vẫn còn nguyên vẹn. Lốp còn mới tinh, tất cả mọi thứ, đầu đít, cánh cửa, tất cả các cánh đều không một lỗ nhỏ nào. Chúng ta nhìn ngay cụm đèn pha phía trước của họ được trang bị khá là mới mẻ. Tất cả mọi cái khu vực đèn đều được ốp inox rất là sáng. Tất cả mọi thứ phụ kiện theo xe đều là những phụ kiện cao cấp. Xi nhan báo rẽ trên gương và tay nắm cửa được ốp toàn bộ, được bảo vệ rất kỹ càng. Cho nên điều này cho thấy rằng người chủ đã rất chăm chút với đối với xe và giữ gìn xe vô cùng. Đây là một phiên bản G Sport cho nên là dáng dấp rất thể thao, mạnh mẽ, hùng dũng và trông rất là ấn tượng. Phía sau xe thì tất cả mọi chi tiết được mạ chrome sáng sủa với dòng chữ Fortuner ở giữa và các cái cụm đèn pha vẫn còn rất mới mà chúng ta không cần phải dùng nào gì đến, không mất một phân keo chỉ nào quanh xe. Chiếc xe được trang bị cả các cái họa tiết rất đẹp, cảm biến lùi, lốp dự phòng còn mới, gần như nguyên mới, chưa hề hạ. Cho nên chúng ta thấy rằng là người chủ người ta đi rất giữ gìn. Chiếc xe còn nguyên zin mới đến mức độ mà ở cái ngay phần là ốp của các phần cua lốp đến các cái phần ốp viền này nó còn nguyên zin không mất một cái nào. Sơn thì chỉ vài chỗ xước sắt nhỏ không đáng kể. Toàn bộ thân xe còn zin từ A đến Z, tất cả mọi chi tiết nhỏ nhất vẫn còn nguyên. Cho nên để tuyển được những xe Fortuner mà còn nguyên zin thế này thì không phải chuyện dễ dàng. Đấy, tất cả mọi đường viền mạ từ trên xuống dưới xung quanh xe được bảo vệ đến tận chân kính, gian ốc, nẹp chân kính, viền vòng quanh. Rồi chiếc xe được trang bị cả cánh gió ở dưới có cụm đèn pha sáng, xin lỗi, đèn chiếu hậu, đèn để cảnh báo, đèn phanh rất sáng. Đấy, các chi tiết khác rất đẹp. Kính thì được dán chống nóng toàn bộ quanh xe và mọi cái kính đều còn nguyên tất cả những cái dấu hiệu của nó để cho thấy rằng chiếc xe chưa hề bị đập vỡ một cái kính nào do va đập ngoại lực tác động vào. Là từ chiếc ra sau, tất cả mọi chỗ chúng ta thấy đến nay thì không hề phát hiện ra bất kỳ một lỗi nhỏ nào đối với một chiếc xe như thế này. Và hệ thống chống trộm theo xe, chiếc xe được trang bị khá đầy đủ cho một mẫu xe đa dụng. Táp ly, táp lô thì cực kỳ mới, không cần bàn. Đấy, cái da trên táp lô còn nguyên zin. Tay tì này cũng thế, không hề có vết bóng mờ nào. Đấy, nhìn xung quanh xe, ta không hề thấy một cái điểm trừ nào của chiếc xe Fortuner còn mới, gần như nguyên vẹn, gần như một chiếc xe chạy lướt. Cương kính chỉnh điện được bố trí ở đây và nút báo khẩn cấp Security cũng đã được gắn. Trên vô lăng được tích hợp các nút bấm chức năng, các cái phím lựa chọn các chức năng đa phương tiện, giải trí. Và bên này thì có các hướng khác, trong đó là hướng để chúng ta lựa chọn các cái chế độ dành tay. Chiếc xe được trang bị tới khí ngay trên vô lăng của người lái. Vô lăng 4 chấu nhìn rất là cân xứng và đẹp đẽ. Đồng hồ cũng đồng hồ thể thao. Khi ta bật chìa khóa lên thì lập tức các đèn check xe báo và đồng hồ hiện lên màu xanh sáng rất đẹp. Chiếc xe được trang bị đồng hồ analog và các cái đồng hồ chức năng khác thì hoạt động khá là chân chu. Khi ta bật lên, hệ thống giải trí âm thanh thì cực kỳ đẹp và âm thanh tái tạo rất là hay. Thưa quý vị và các bạn, tất cả các nút phím chức năng của trên xe này không hề bị màu mòn, không hề bị bong chóc bất kỳ một dấu hiệu nào. Bên trên này thì khu vực đèn trần có trang bị hai đèn kép, ở giữa trang bị hộp để kính, trên vẫn còn cái niêm phong. Đấy.
vẫn còn cần niêm phong đây. Và trần thì cực kỳ sạch sẽ, và trên đó có trang bị đèn trần. Đấy, chúng ta có thể bật tắt bằng phím nút chức năng và điều hòa để độc lập các vùng. À, khu vực này thì có bệ tỉ tay, trong đó có hộp đựng đồ cá nhân. Cú số thì cực kỳ mới, không có gì để bàn được. Chiếc xe còn gần như nguyên vẹn. Lòng xe thì cực kỳ rộng rãi. Hệ thống ghế da thì cực kỳ mới. Và đến phần khoang máy thì chúng ta thấy cực kỳ ngạc nhiên. Nó sạch sẽ, khô ráo, còn nguyên, chưa từng đặt con ốc vào để mở ra. Còn nguyên cả dấu sơn ngũ sắc nằm trên cái ốc. Đấy, cái phụ kiện này Toyota Made in Thailand, là những phụ kiện nhập khẩu từ Thái Lan. Nhìn sâu vào các cái chi tiết bên trong, phần tay xe, phần giằng giật nguyên zin, không hề đụng chạm dù một là một vết xước sắt nhỏ. Rất đẹp. Tôn thép còn sáng choang. Đây là điều chúng ta rất là khó hiểu, tại sao người Nhật lại có cái bí quyết như thế nào mà nguyên vật liệu họ sử dụng để làm nên một chiếc xe đến nay đã đi được vài năm mà gần như nguyên mới. Đấy, bên này còn nguyên cả con tem Toyota Motor Corporation. Đấy, nguyên xi. Ở dưới cái đường đinh dập đinh tán này cần nguyên. Đấy, chúng em phải quay thật chi tiết để các bác nào có cái nhu cầu sử dụng chiếc xe này và mục đích là chuyên chở hoặc là làm những công tác ở nơi xa, thì chúng ta có thể sử dụng chiếc xe này hoàn toàn yên tâm. Nó nguyên zin gần như mới, cho nên là gần như chúng ta mới chạy rốt đàn mà thôi. Nắp capo thì cực đẹp rồi. Đấy, còn nguyên cả cái tấm chắn kia. Rồi là phía trên cái keo chỉ không mất một phân nào quanh xe. Điều đó là đương nhiên vì chiếc xe này không hề đâm đụng, không ngập nước và không tai nạn. Đây là còn nguyên cả con dấu này, HFC, cái chỉ số là sử dụng các cái phần phụ gia phải đúng theo tiêu chuẩn. Đấy, chứ Toyota dập chìm kia, quanh nắp capo là keo chỉ nguyên theo xe. Phần tay cực kỳ đẹp, không méo mó dù chỉ một ít. Và tất cả các cánh cửa cũng vậy, đảm bảo cho quý vị các bạn thấy rằng là nó còn nguyên zin, không hề có dấu hiệu nào của móp neo cong vành, keo chỉ zin toàn bộ. Đấy, kể cả cái bản lề bên trong còn nguyên cả cái dấu sơn, rất đẹp. Các con ốc bản lề mới sáng choang, gần như chưa bao giờ chạm cửa lên một lúc nào vào. Còn cả con tem, đấy, con tem theo xe nhà máy này, ốc sáng choang. Đấy, không hiểu người Nhật người ta có cái bí quyết gì đến giờ chúng ta sử dụng cái xe này, kể cả sau 10 năm sử dụng. Những chiếc xe từ ngày 2010 chúng tôi đã từng tuyển, nó còn sáng choang, mới mẻ. Chi tiết chúng ta thấy không? Cả cái dấu khóa, cái dấu hiệu khóa trẻ em trong xe, để tránh trẻ em tự mở cửa gây tai nạn. Đấy, tất cả các chi tiết thì mới tinh, không hề có dấu hiệu nào của việc va đập cơ học. Đấy, rất đẹp. Dấu sơn còn nguyên cả dấu sơn. Đấy, những bản lề cực kỳ đẹp. Tất cả chi tiết chúng ta thấy được, chiếc xe nó còn nguyên vẹn. Đấy, khóa móc bản lề. Rồi phía cốp phía sau hai bên là mới tinh, không có vết xước sát. Nếu họ chở đồ nhiều như cái dân xây dựng chẳng hạn, những người chuyên chở đồ vật đi xa, thì hai bên này nó phải xước sát hết. Nên đây còn nguyên zin, chưa hề động tới, còn nguyên cả tấm nỉ đấy, bộ da theo xe ngay phần sau này. Đấy, tấm nỉ dưới ghế da rất đẹp, nguyên xi theo xe. Có cả tấm trải này Fortuner để đảm bảo vệ tấm thảm nỉ ở phía dưới, không có gì cả. Chiếc xe tiền tỷ người ta giữ gìn lắm, không phải là chúng ta nghĩ đâu. Keo chỉ zin tất cả các cửa cánh, cái cánh cửa phía phụ sau cũng vậy, không hề có một dấu hiệu nào của cái việc là bong chóc, cong vênh hay là mất phần keo chỉ. Rất là đẹp. Vì thế quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng những chiếc xe chúng tôi tuyển về. Chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền để chúng ta phải bỏ ra, để mất tiền biển, tiền phí trước bạ, tiền thuế. Đặc biệt những anh chị em nào ở vùng xa mà muốn sở hữu một chiếc xe mà có biển số Hà Nội, thì chúng ta có thể là nhấc máy điện thoại gọi đến cho chúng tôi. We'll be right back.
Và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.